Thưa các bạn, hai ngày sau khi Dũng Phi Hổ bị bắt, lại một thông tin nữa đến với linh mục Nguyễn Đình Thục, chánh xứ Sông Ngọc, khi Trần Minh Nhật, sinh năm 1988 tại Lâm Hà, Lâm Đồng, chính thức bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an Lâm Đồng phát lệnh truy nã. Và thưa các bạn, sở dĩ gọi đó là một thông tin đối với linh mục Nguyễn Đình Thục và cả linh mục Đặng Hữu Nam, chánh xứ Phú Yên, vì cùng với Thái Văn Dung, Hoàng Đức Bình, Dũng Phi Hổ, Trần Minh Nhật đóng vai trò là người đứng ra tư vấn cho hai linh mục này. Ngoài ra, Nhật cũng là người thường xuyên xuất hiện trong các cuộc tuần hành với mục đích chống đối của hai linh mục này, nhất là hai cuộc tuần hành vào các ngày 14 tháng 2 và 15 tháng 5 năm nay của linh mục Nguyễn Đình Thục. Nhật được nhận diện là người trực tiếp sử dụng thiết bị flycam để quay toàn cảnh các cuộc tuần hành gần đây nhất hai linh mục này đã tổ chức chống đối. Cũng có thông tin rằng thời gian qua, Trần Minh Nhật đã ở cùng với Đặng Hữu Nam. Nhật đã được linh mục này làm mai mối và làm lễ đính hôn với một cô gái là giáo dân xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Đây cũng được cho là nguyên nhân chính, dù gia đình sinh sống chủ yếu tại xã Đạ Đờn, Lâm Hà, Lâm Đồng, nhưng Nhật vẫn bám trụ lâu dài tại xã An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Nhật cũng được biết đến là bị cáo trong vụ án Hồ Đức Hòa và đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, được Tòa án Nhân dân tối cao đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày 23 tháng 5 năm 2013 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh, Nghệ An. Nhật cũng đã lãnh nhận bản án 4 năm tù và không lâu sau khi ra tù, Nhật đã có các hoạt động phức tạp. Và trước khi rời Lâm Đồng ra Nghệ An, Nhật cũng đã từng có đơn tố cáo chính quyền phá nương rẫy của mình và sau đó dư luận đã phanh phui ra. Việc Trần Minh Nhật chính thức bị truy nã vì thế sẽ khiến cho hai linh mục Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam thêm phần khó khăn khi không có người tư vấn. Đó là chưa nói chẳng kẻ nào dám đến với hai linh mục này, vì nếu không sẽ bị sổ khám, còn may mắn thì cũng sẽ bị truy nã như Trần Minh Nhật. Dự là Trần Minh Nhật đang có mặt cùng với Thái Văn Dung, Bạch Hồng Quyền trên đất Thái Lan hiện nay.